Đối với những người chưa hài lòng với FPS 380 mã lực, chỉ cần 5,1 giây để tăng tốc từ 0 đến 96 km/h, Jaguar sẽ có ngay một câu trả lời thỏa đáng dành cho họ, đó là phiên bản SVR mới. Được thiết lập để ra mắt tại triển lãm ô tô New York 2018, Jaguar FPS VR phiên bản 2019 sở hữu khối động cơ siêu nạp V8 5.0 lít. Cỗ máy này hiện đang được sử dụng trên nhiều mẫu xe hiệu suất cao khác của Jaguar Land Rover, bao gồm F-Type và Range Rover Sport SVR. Ở cấu hình của FPS VR, hệ truyền động trên sản sinh ra công suất 542 mã lực và 680 Nm mô men xoắn cực đại. Nó được kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn và hộp số tự động tam cấp. Thiết lập này cho phép chiếc xe thể thao có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km/h chỉ trong 4,1 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 283 km/h. Jaguar FPS VR mới cũng hứa hẹn được cung cấp âm thanh hiện đại hơn, cao cấp hơn nhờ được trang bị hệ thống ống xả với van xả chủ động của Jaguar. Bên cạnh hiệu suất nâng cấp đáng kể, Jaguar cho biết các kỹ sư của thương hiệu cũng đã thực hiện nhiều tinh chỉnh để gia cố thêm sức mạnh cho khung gầm. Những thay đổi đáng chú ý khác của FPS VR gồm các lò xo cứng hơn, bánh xe 21 inch trọng lượng nhẹ hoặc tùy chọn hợp kim 22 inch với bánh sau rộng hơn bánh trước 25mm. Hệ thống phanh đĩa có kích thước 395mm ở phía trước và 396mm ở phía sau. Ngoài ra, chiếc xe thể thao còn nhận được bộ vi sai chủ động phía sau EAD, hệ thống lái 4 bánh toàn thời gian được tối ưu hóa, các động lực lái chủ động và hệ thống lái điện tử. Bộ phận hiệu suất đặc biệt của Jaguar cũng cung cấp cho FPS VR 2019 một loạt các cải tiến cho tính khí động học mà vẫn duy trì được thiết kế gọn gàng của xe. Ở phía trước, Jaguar FPS VR mới được trang bị bộ giảm xóc mới với các cửa hút khí lớn, nắp capo độc quyền, các vòng bánh xe phía trước và thanh cản xốc phía sau cũng có các lỗ thông gió. Trong khi đó, ở mặt sau, các đường gờ thân xe thấp hơn cũng được làm mới, đi kèm với một số chi tiết thú vị khác như cánh lướt gió cố định trên mái xe độc đáo và hệ thống ống xả 4 pô. Hiện tại Jaguar FPS VR có giá bán khởi điểm từ 74.835 bảng Anh, tương đương 2,4 tỷ Việt Nam đồng tại Vương quốc Anh. Với các đơn đặt hàng sẽ được tiếp nhận từ mùa hè năm nay, trong khi đó giá bán tại thị trường Mỹ vẫn chưa được tiết lộ.